Triệu Phú Voucher xin chào các bạn. Các bạn ơi, nếu như các bạn muốn vừa đi cà phê mà lại vừa như đi dã ngoại, cắm trại thay đổi không khí thì hãy đến ngay với AK Camping Coffee nha. Đến đây bạn sẽ được tùy chọn chỗ ngồi bên trong các túp lều cắm trại riêng tư hoặc ngồi nơi có máy lạnh phà và thưởng thức menu các món ăn phù hợp cho những chuyến đi dã ngoại, cắm trại như là pizza, salad, spaghetti hay là hamburger được chế biến ngon miệng, trình bày đẹp mắt. Ngoài ra, AK Camping còn phục vụ các loại đồ uống gồm cà phê hạt Phi Rosbota nguyên chất, nước ép trái cây, nước ngọt cho bạn tha hồ lựa chọn. Recommend cho các bạn món sữa chua Hy Lạp xoài sen và bánh panna cotta nha. Đến với AK Camping Coffee mà không thưởng thức hai món này thì quả là hối tiếc.